Hello, xin chào mọi người đã quay trở lại với kênh mình nha. Mình đang đứng trong gara nè. Bữa nay nghe nói bạn Phong là chuẩn bị làm chế cái đồ lọc dầu về cho ghe cầu tôm nha bạn. Cùng mình với bạn Phong còn không chế như thế ta nha. Let's go. Tôi nhớ bạn Leo. Rồi. Giờ là chế cái lọc dầu cho người ta nha các bạn. Mới sáng sớm nên bị ăn hành rồi đó. Nó đang chế lọc dầu ghe nha bạn. Hồi xưa là chơi cái lọc dầu này bằng này, bây giờ chế bằng inox luôn nha bạn. Đó. Những món đồ để chế các bạn. Ok không bạn? Đây là chuẩn bị chế cái lọc dầu. Chuẩn bị chương trình. Giờ là khoan lỗ nha bạn. Khoan lỗ. Ok bạn. Rồi đến mũi dầu dựng lên chế được. Để ở đây từng món làm chế cho dễ nha bạn. Đó là bằng nhựa với bằng sắt gì là chế bằng ống inox luôn nha bạn. Đó giờ lấy cái đó là chế bằng cái ống chế được kiểu đồ lô ống inox luôn nha bạn. Này công đoạn này nó cũng dễ, chủ yếu là những công đoạn mà như chẳng hạn như là chạy răng đồ nó mới khó tí thôi. Này cũng chừng ngày xong mà. Này là dính của nó các bạn. Con này đồ chế nè. Không đang đo mũi khoan rồi. Thấy những món đồ đơn giản mà chế nó cực công lắm bạn. Xong dặn ốc rồi tung tung nha bạn. Không thấy cái lỗ nó nhỏ nha bạn. Giờ quan cái lỗ to hơn nha bạn. Giờ bạn Phong chuẩn bị hàng cái đó vô này nha bạn. Giờ dẹp mấy món đồ kia là chưa cần thiết thì dẹp vô xong sẽ hàng cái này xong tính tiếp nha bạn. Đang dẹp vô. Cái này xong mới hàng cái ống tròn vô sâu nữa nha bạn. Hàng cái ống nhỏ trước xong mới hàng cái lớn vô nha bạn. Giờ là bạn Phong đang mài dao nha các bạn đó. Bạn Phong đang mài dao xong là điện cái này lại nha bạn đó. Nói giờ bạn Phong đang ráp dao vô các bạn. Ráp dao vô rồi xong là điện nha bạn. Nói giờ bạn Phong đang gắn cái này vô nè bạn. Đó. Xong tiện nha bạn. Phong đang cũng chuẩn bị action máy rồi nha bạn. Giờ
cái này vô, xịt lại, quay xịt lại, xịt lại thông tiện nha bạn. Đó. Quá là ok nha bạn. Rồi xịt chặt lại nha bạn, rồi chuẩn bị tiện nha. Đã xoay máy ấy vô, xịt cái bàn tiện vô rồi. Để mình quay lại cho nó rõ nha các bạn. Bây giờ bắt đầu bằng phòng tiện nha các bạn. Dớt hoài các bạn, nó bấm lại không các bạn, nó bấm rồi, để sơ tài giờ nó bấm lại rồi đó. Rồi giờ đi vào trong luôn các bạn, hãy dớt kia giờ dớt cái này nữa nha bạn. Xong rồi các bạn. Cái này nè, hồi nãy dớt xong luôn nha bạn. Đó là ấy hồi nãy giờ tiện giờ hàng nha bạn. Giờ sau cái hàng bây giờ là tiện lại nha bạn, tiện nữa nha bạn, hàng không tiện, tiện xong hàng nha bạn. Quá đỉnh của chớp nha bạn. Dằn ghê lắm. Láng lại, tự nhiên láng lại xong rồi đo canh chỉnh nó vừa là lạnh nha bạn. Vẫn còn đo nha các bạn. Mới bài giao lại nó bén quá bạn ạ.
vô đi. Chuyển tới dòng nha. Rồi, mình đi dòng nha. Dòng, dòng. Lại đi mặt dòng nha. Mặt dòng. Các bạn, quá trình chạy răng là như vậy nha bạn, xong rồi bạn, đó, răng nha bạn, đó, chạy ra ngoài rồi bạn, còn này là có sẵn rồi nha bạn, này là mới chạy nha bạn, đó, cái này mới chạy lại rồi đó, ok không bạn, quá là đẳng cấp nha các bạn, trời nó mưa luôn các bạn ơi, mưa rất to luôn rồi, vậy là sao giờ ăn cơm được các bạn, thôi rồi, thôi ở gara ăn cơm luôn. Giờ bắt đầu chạy răng ở trong nha các bạn. Chạy răng ở trong nó con. Đó, tầm nhìn con cái đường răng này. Đó, răng. Đây là hồi trưa chạy các bạn. Bây giờ đến này. Giờ chạy răng ở trong. Đó đang chỉnh xong với tiện nha các bạn. Đó vô đầu tiện các bạn. Thank you.
biết nữa, to dòng rồi sao chứ. Không, cơ nó ngồi đụng gì đâu anh, ngồi nóc mà nó kia nó đang chạy trong rồi thì ra vậy đó vô.
chưa luôn nha bạn. Ok chưa bạn Phong? Chưa. Chạy nữa nha bạn. Nãy giờ tiện post chưa vừa nha bạn. Rồi phải tiện lại để cho nó vừa không có đóng vô nha bạn. Giờ vớt mặt ở trong. Rồi bên này các bạn vô trong đi nha bạn. Ghế đậu cơ nha bạn. Được rồi các bạn. Làm tí nữa nha bạn. Đó bây giờ dặn vô nha bạn. Đó ok đó ha. Đó ha, lệnh tiền rồi các bạn. Đó, ok các bạn. Ok đó, đúng luôn đó. Đó thấy chưa? Quá đỉnh nha các bạn. Lâm khoan lỗ nha các bạn.
bên này Lâm hàng, bên này bạn Công đang xả lỗ, bên này Lâm đang khoan lỗ, bên này bạn Công đang hàng nha bạn. Bên bạn Công đang hàng nha bạn. Cuối cùng anh sẽ không sẽ bền được em. Quánh, đổ, chế, bỏ, phải, xin ăn, hai, hai, được. Bây giờ dứt cơ lại nha bạn. Dứt cơ lại cái chỗ mà nãy tiện đó bạn. Cho đẹp cho bạn. Nhưng mà bên này nè, chắc này vô nè, chắc này vô thì nó vô đây nè, vô nào, vô đây, thì từ nguồn dầu ra đây vậy đúng không? Thì máy ra thì cái này nó hở thì nó chạy còn thôi chứ vô. Mà làm sao mà nhớ nó chào nó được? Hay dặn vô các bạn. Đó bây giờ thì cô như lần công lễ tôi nó mua nè, một 2.1 triệu một bộ nó mới mua nè. YouTube thì bây giờ là tôi làm tôi cho tôi lưới trên này thôi, làm cái khu vực trên này thôi, tôi nói thiệt luôn, tôi làm giống vậy là tôi làm được mà có 20 cái nè, nó bỏ hết luôn vậy? Lấy giá sao vậy xấu rồi để người ta làm cho nghề người ta lấy hết luôn mà tôi hồi của anh mày cái gì rồi đồ mấy nó tôi mua 500.000 rồi thôi đó bây giờ. Tôi nghĩ là cũng giống như chị coi giống YouTube vậy á. Hải Lâm cổ lên. Bật lên là có ở gì đâu mà. Phải nó cũng miếng đó. Đó giờ bạn Phong đang chặt vô nó xong nha bạn. Bây giờ tôi ở chỗ đi ăn được lao tiêu cho tôi đạo cho Hải đã nói. Đúng không? Nhưng mà nha. Chắc cái người làm đi làm được cái thôi, em luôn người ta được chạy riêng coi chứ. Người ta tao phải hoàn chứ. Đó giờ sáng tôi đưa cho anh em này nè, nó mua thịt mình luôn luôn. Không, chính em đi mua, chính em. Ấy con, cái bông đâu đưa ảnh coi. Rồi chứ đang ẩm dục rồi, ẩm dục rồi. Không tuyệt vời với như không. Không, để đưa cho con. Đó, giờ dặn vô nữa là lụm nhưng mà. Ừ, để quản này bỏ vô đây. Phải canh chưa tôi đi con tiên đâu. Cái nào để ra cho họ quay cái tên. Quay cái ghê luôn nhé. Măng này bắt đầu là được thí nghiệm đầu tiên này. Vừa đó. Đẹp thì không nhưng mà phải không? Có tay phụ nữ vô đó cái này còn tiên hơn rồi. Không, cháu rể với ông bên rể này hai chiếc lỏng này nè. Nếu mà giờ tôi làm rảnh tôi làm hai tôi có chừng 10 cái là đẩy hết luôn. Còn thầy chứ này. Thầy 2.1 triệu. Thì hồi sáng ông Khánh ông lên á, ông thấy nè. Cái màu như nó cũng là biển lam đâu. Chưa biển đi không ai lên cái biển lam nữa chứ. Không. Để cho cái ra thì cũng từ một buồn ra thôi, cái nhóm đồ đó ông lăn ông lên ông biết đang gây như nào, ông chỉnh sửa cho tôi mới biết chứ. Cái buồn lắm đi. Đoan ghé ông lên bên trong cái này thì đúng là ông lấy tôi. Rồi cái ra ông lên bộ nó rất đặng lên ông làm gì ông lắm luôn. Nó là vậy các bạn. Hiện cực công lắm các bạn. Bây giờ là thành sản phẩm rồi các bạn. Cái ruộng này nuôi rau trong á, cái mắt này nội dược quá là ok nha bạn, dương dư ra cái này mình mấy anh của ghê là tao là không nãy đang tham khảo nha bạn, cháo gì cũng xuống xíu thử thôi, giờ đang tham khảo đó bạn, ron 5 ly mình đang tham khảo bạn, cái ron xin thủy lực nó còn chưa xì nữa, cái lực nhớt bọng ép ở đó mà nó còn chưa xì nữa mà ông nghĩ đó như mấy cái bông dập á,
ép cái đó còn xì nữa ba, cái này nữa có áp lực mà xì, chẳng qua là nó để xấy xì gì nó dòng 12 mà ngắn càng tốt. Em nghe cái cây nó đó ra là nha bạn. Phải cái lỗ ra cho ta. Tôi có đồ đó, phải đồ đó. Thành sản phẩm rồi các bạn. Ok nha bạn. Video của mình xin kết thúc tại đây nha. Mọi người thấy hay cho mình xin một like, một chia sẻ, một đăng ký kênh nha. Cái chế cái lọc dầu nó cũng xong rồi nha các bạn. Hẹn mấy bạn trong những cái video kế tiếp nha. Bye, hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.